À, xin kính chào các bạn trên kênh YouTube của KT Audio. Hôm nay tôi làm video này mời các bạn cùng thưởng thức âm thanh của hai cục âm ly 845 rất đặc biệt. Các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình. Đây là hai cục âm ly 845 sử dụng biên thế xuất âm Amorphous, và theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng thích màu vàng hoàng gia gọi là Imperial Gold. Thì là tôi đã làm cái lớp sơn ở bên ngoài các cái biên thế này là màu vàng. Màu vàng này nó có ánh kim lóng lánh. Đấy. Trên nền đen các bạn nhìn thấy nó rất nổi bật. Đây là hai chiếc âm ly làm theo đơn đặt hàng của một vị chủ tịch mà hôm tới tôi sẽ đến setup ở nhà của anh ấy, và anh ấy đang chơi cái hệ thống 5 đường tiếng. Đây là hai chiếc âm ly 845 để đánh cho hai giải là giải bát lâu và giải bát hai. Đấy. Thế còn giải trung trầm tức là mid low, mid high thì là sử dụng hai cái 300B Silver, và giải Super Chef tức là Super High đấy thì là sẽ dùng một cái âm ly L84. Đấy. Bây giờ tôi quay gần vào cái âm ly 845 để các bạn nhìn thấy. Đấy. Về mặt cấu hình thì cái âm ly 845 này cũng không có gì khác biệt nhiều so với cả những cái âm ly mà tôi đã chế tạo. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy phía sau. Đấy, có những cái âm ly 211 và 845 đấy, màu bạc đấy, gọi là silver, đấy là cái version silver. Thế còn đây là version gold. Đấy. Thì cấu trúc nó cũng không khác nhau gì nhiều đâu, nhưng mà cái màu sắc thì nó khá là khác biệt. Đây là theo yêu cầu đặt hàng của một người khách, của một vị chủ tịch. Đấy. Đây là dòng âm ly, cái dòng 845 và 211 có cấu trúc như này, là cái âm ly mà chúng tôi sản xuất rất là nhiều và rất được ưa chuộng bởi các bạn chơi nhiều cái dòng loa có cái độ nhạy tương đối cao, tầm độ khoảng 90 decibel trở lên là đánh rất là thích hợp. Đấy, âm ly này thì có công suất ra là khoảng 20, hơn 20W một chút cho mỗi kênh với đèn 845. Đấy. Sau đây xin mời các bạn cùng thưởng thức hệ thống âm ly này qua một bài hát rất nổi tiếng, đó là bản Top of the World. Sau đây xin mời các bạn cùng thưởng thức. There is one.